Chú cho hỏi nó lắp điện từ khi nào chú? Cái này nó mới mua mà bữa giờ thi công cáp điện đúng không? À, đang làm cái gì? Cái này nó đang mua, nó mua nó đang làm cái gì? Dạ. Có điện có nước nữa là về đây ở được. Hiện trạng là cái ổ điện tại các cột đèn thì cũng đã được chạy dây cáp. Bốn đèn cũng đã được lắp vào trụ. Thì đây cũng là công tắc. Đây là dây cáp điện, cáp để cột điện. Tới sẽ có điện và nước đáp ứng được nhu cầu sinh sống của cư dân. Ra đi xuống.